Hello cả nhà nha. Cả nhà biết hôm nay thì em Nguyễn sẽ review cho cả nhà về dòng xe gì không? Tức là hai dòng xe AB 125 phân khối và dòng xe Vision ha. Thì hôm nay review cho cả nhà về giá xe của hai dòng xe này và đặc biệt là mọi người khi mua xe có liên hệ trước qua số điện thoại hoặc là Zalo của em Nguyễn là 0346 552 628. Áp dụng khách hàng khi mua xe có liên hệ trước giảm ngay 2 triệu đồng xe đi lại ha. Kèm thêm là một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng áp dụng giá xe và ưu đãi duy nhất khi có liên hệ trước với em Nguyễn ha. Thì đi vào báo giá cho cả nhà luôn nè. Đầu tiên là về em xe Vision phiên bản Sherman D, mẫu này là mẫu 3 sọc ha, màn này 3 sọc này, có lên cho anh em ha, màu cam rất là đẹp luôn. Bản này thì có hai phiên bản là chỉ có thường và Sport Cây ha, chỉ có thường người đang có mức giá cho mọi người là 31 triệu 900, Sport Cây đang có mức giá là 33 triệu 900 ha, liên hệ trước nướng giảm ngay 2 triệu còn có 31 triệu 900 nữa ha. Tiếp tới là về dòng xe AB 125 phân khối thì có này có sơn lên cả nhà là màu xám xi măng này, phiên bản mà được rất là chuộng bên trong thì hiện tại luôn. Cũng như anh chị em hỏi Lý là ngoài những màu này ra anh chị em có hỗ trợ sơn lên màu gì khác không, thì bên Lý có hỗ trợ là sơn độ theo cầu khách hàng ha. Anh chị em thích sơn màu gì thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo cho em Lý nha. Đó là về màu xanh xi măng này, đó tem màu cam rất là đẹp luôn, và màu tím iPhone 14 này, màu xanh xanh lục này, xanh lục bảo, xanh xanh lục. Hiện tại thì AB 125 đang có mức giá tri ân cho chị em ha, chỉ có mức giá là 40 triệu 900, trả trước chỉ cần duy nhất là 4 triệu thôi, cầm duy nhất 4 triệu đối với dòng xe Vision và AB 125 nha, duy nhất 4 triệu đồng và căn cước công dân trên 18 tuổi, không nợ xấu, không nợ trễ là được bao đậu rồi ha. Ngoài ra mình có hỗ trợ là ship xe toàn quốc cho khách hàng ở xa, anh chị em mua tiền mặt có thể inbox trực tiếp để đi hỗ trợ ship xe nha. Đó là Vision hiện nay cũng có sơn lên màu tím sẫm đen này nè, em xe phiên bản đặc biệt nha, mâm màu đen này hoặc là mâm màu bạc, màu xanh xanh ngọc bích này rất là đẹp luôn. Đó, hiện tại thì mức giá cũng chỉ từ 31 triệu 900 đến 33 triệu 900 từ phiên bản ha, đủ màu sắc cho mọi người lựa chọn luôn, như là màu trắng bóng này, đỏ bóng, đen bóng, màu xanh nhám và màu xám xi măng, đinh nhám thể thao ha, đủ màu sắc cho mọi người lựa chọn luôn. Liên hệ trước để Lý hỗ trợ giảm giá ưu đãi cũng như xây lại cho cả nhà nha.